Why no see a wala for you? I don't know. Hey, mom, eat. She for your way, yo. Why she for your? Bởi ta nói nhà mình hỏi sao em không đưa ông cạp tiền bỏ túi được rồi ơi, ông không có giữ được đâu. Ông mới bán chuối. Ông mới bán chuối được 9.000. 9.000 mẹ Diễm cho ông 2.000 bỏ túi, giờ là bắt đầu đi mua bánh cho tụi nhỏ. À, game man này chết xe plantin à. À, bởi vì đi đâu cũng đi theo ông vậy đó. Người ta được lòng chính phủ, dân thứ bự, còn ông toàn là con nít với người già không vậy đó. Uncle, good morning. Good morning. Happy Easter. Rồi xong. Gặp mấy cái con rối này là thế nào cũng mất tiền nữa. Theo tục lệ ở đây là phụ nữ bé gái là không có được xem cái gương mặt thật của con rối hen. Cái con rối nó chỉ mở ra cho ông cạp coi để biết là người quen thôi. Nhưng mà ông cạp ổng nhìn sơ là ổng biết con rối của đứa nào rồi. Toàn là tay chân của ổng không mà. Don't worry, baby. 500. No, don't worry. Don't worry. Cái gì? Let's go and wash my hands. The mango remain only one. I can't leave you because of this. I go off. But the mango will come again. For this side. It will come chop now. As you finish now, another one will come. Have you given biscuit before? Have you? What do you eat for mom? Give it banana. Yum yum. Nya. Throw it away before you enter your earpiece. Không chỉ con nít nghe, làm như người lớn cũng quen cái tật á, hay bỏ cái này cái kia vô họng nhai á, nhất là ông y che uống bia cái mở nắp chai ra cái đút vô miệng nhai cái nắp chai. Bữa nay thì mẹ chồng của Nhiếm sẽ làm gỏi củ mì theo cái cách của người châu Phi. Ok, chia bút hot quá ta. Ok, cool quá tay. Ok. Bây giờ mới chè, mới sẽ ngâm nước nóng. This one go enough. Mama, this one go enough all of us.
Mama, unwa kadi tu moto. Before you do only a mouth, but I have to do so that children want every. Unwa kadi tu moto. And even we will take for that uncle. That yellow one. Cái này là bây giờ mình ngâm nước ấm như thế này cho nó mềm nha. Bạn nhà mình hiểu không? Ý là mỗi một năm á, vào cái ngày này nè là những người ở xa quê, những người làm ăn thành phố, người ta sẽ tập trung về giống như là ngày Noel gì đó. Thì nhà nhím thì đáng lẽ ở thành phố về quê, còn nhà nhím là ở quê, ở trong rừng chui ra thành phố. Yo have my mom try it. For that bit of lip, ah? Go for that bit of lip, fam, and try it there, yo. Isaac. Who friend you have? I don't know, I help Isaac anything. I wash for Isaac his clothes and sweep away all his clothes. Okay. Yeah, what your son say? Said what? He have Isaac wash clothes and sweep the front. Yo, yum. So you cannot do it in your house? What he does? Mungo. San, Pepe, what did you believe or sit or anything? Sit up something. Sit, use it. And do the mungo. Okay. You sit. Đây là cái hạt gì đó mình cũng không biết. Người ta xen diễn, giờ quậy lên vô nước như thế này. Này bữa nhà Nhiễm có làm rồi nhưng mà không có chuẩn như thế này ha. Cái này người ta sẽ làm chuẩn theo cách người châu Phi. Cái này là dầu cọ với củ hành. Bỏ cái nước này vô. Mày nghe cái mùi của nó giống như là cái hột quế á. Giống như cái hột quế á mọi người. Rồi thì chắc lấy cái nước này tao quậy lên. Đi chê xài bi cúc. Ông đi chê là nấu ăn ngon lắm. Nổi tiếng dùng này 10 tháng rồi hay mời đi chê lắm. Nhà Nhiễm thường không có dùng cái hạt này. Chỉ dầu cọ, củ hành, ớt rồi này kia trộn lên thôi. Bữa nay là em nói thiệt, nhà mình đừng có nghĩ là em build xấu hay là build tốt gì hen. Cái hồi mà em mới về đây là em không ăn được những cái món ăn của người châu Phi ở đây đâu. Không phải là không hợp khẩu vị mà là người ta làm không có sạch á. Lúc đó là cứ hay đi bệnh viện hoài luôn á. Từ từ cái bao tử mình mạnh hơn mình mới ăn được. Cho nên là cái rào cản lớn nhất ở châu Phi này là mình ăn không được á. Wow. Okay, you have put the ogili. Okay, everything is inside here. Đó, giờ trong cái mớ hỗn độn có dầu cọ nè. Rồi cái mắm thao dầu hen hồi nãy. Huy chia đổ vô đó củ hành rồi nữa. Giờ đổ vô cái gỏi của mì này trộn lên. Okay, this one no cook. Giờ trộn lên như salad vậy đó. Không có nấu nữa. Nêm muối đường ngọt rồi. Nhìn chung cái món gỏi này nếu mà mình không quen á
Mẹ Nhiếp ở đây khoảng 1 năm rưỡi á, em mới ăn được cái món gỏi này nha. So với bánh tráng trộn, gỏi đu đủ ở Việt Nam thì cái món này không sánh bằng đâu. Nhưng mà người ta xem đây là một cái loại đặc sản đó. Yeah. No have this spoon. Bring spoon for Uncle Ichia now. See, Mama will give him spoon. No hand now, hand clean. Ay, ay, trời. Hand knife is good. Ay, ay, trời. Giờ trộn bằng tay mà mút mút vậy rồi sao dám ăn. Yêu spoon nào ra với con không? Ay, ay, giờ mẹ Nhiếm kêu ông lấy cái muỗng trộn lên chứ trộn bằng tay rồi mút 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 thế này rồi sao tôi dám ăn. Nhưng mà ở đây là người ta sẽ trộn như vậy nha. Bởi em nói mình mới tới châu Phi nha. No, me know to eat their own. I do my own. Đó. Vậy là nếu như mà mình không có nhìn thấy hen là người ta sẽ trộn như thế này. Để mình mua. Bởi vì ăn gì khuất mắt thôi hen. Chỉ nhìn thấy là khỏi dám ăn đi. Em thì đang thèm mà đứng thấy ông trộn thì hết muốn ăn luôn rồi đó. Cái này đáng lẽ là sẽ trộn với cái lá cà pháo. Cà pháo mẹ Nhiếm trồng ở trong trước cái vườn nhà Nhiếm đó. Nhưng mà hồi sáng đi gấp quá, rồi gặp cái bà bán chuối như tùm lum chuyện hết trơn, thành ra là giọt luôn. Nói chung là nghe cái mùi này là em không phái bằng cái cách nhà em trộn. Nhà em trộn mà chỉ cần lấy dầu cọ phi hành cho thơm, rồi nêm muối đường ngọt gì đó, rồi là trộn lên là dứt cá khô gì đó. Còn này trộn tùm lum gia vị hết mà nhìn thấy cái màu cũng không đẹp. Tụi em nó một bắt à. Cái này là ba ca là cái một cái loại hạt rừng. Nó giống như cái hạt hạt gì, hạt trái điệp vậy đó. Bự lắm nghe, bự. Vì bắt đầu người ta nấu 3-4 ngày cho nó mềm ra xong rồi sắc mỏng mỏng mỏng. Cộng cộng như thế này. Người ta gọi cái này rất là bổ. Cái nào quen nhiều quen liền này cái xí tên nó cũng. Ở xuống ngồi lên giặt, không phải. Đây là cái cọng ba ca nè. Cái cọng này á, cái hột này ăn nó tựa tựa như là, cái hột này nó tựa tựa như là nấm linh chi vậy đó. Ừ đó, cái vị nó giống như vậy. Nó giòn giòn. Cái hộp này rất là mắc nghe, một bịch như thế này là tính ra tiền Việt Nam là khoảng 10 ngàn. Đó, này mình mua 3 bịch là 30 ngàn đó, con nhúm vậy thôi đó. Tại vì làm rất là cực, người ta lụm cái hộp trong rừng xong rồi bắt đầu người ta về, người ta ngâm, người ta nấu 3-4 ngày, người ta mới sắc mỏng mỏng ra như thế này. Bữa nào mình nhúm vô rừng, mình nhúm lụm như nhà mình xem. Mình đứng quay phim mà nghe mẹ nhắc ông y che lấy tay trộn đi, lấy trá tay trộn đi. Mình cũng áp lực dữ lắm luôn. Cái này nhìn cái bề mặt nó giống như là bánh tráng trộn của mình vậy đó. Nhưng cái vị của nó thì không có vị chua chua ngọt ngọt hen. Nó chỉ hơi lợ lợ. Kiểu người ta bỏ muối với hạt nêm thôi. Với cái dầu cọ này thôi. Với cái vị béo béo của cái dầu cọ vậy thôi. Nói chung là ăn nó không có ngon như mấy cái loại xà lách của mình đâu. Chán kỷ niệm quá. Mommy said that guys are finished here. If you give our money so that she can finish. There, if she talk to me, I'll slap her. Last one, Bikin. Sướng nghe không? Con Út mà ai nấu nấu rồi ngủ ngủ đợi ăn thôi. Ăn. Elephant. Elephant Daddy. À ba chào hết đâu. Yeah. You go eat our chan now. Oh, last one we can. Yeah, now let us eat it. Oh. It's okay. Too much. For two of you?
Rồi cái này cho một ít củ hành sống hen. Give them five spoon for them. Five spoon for your uncle. I see. Grab them plate for your tomorrow, Chidela. Aya Dudu and Joe Ajit, go and bring plate to eat. Last born begin. Last born begin seafood. See how it here do we have a because of the usual water that is like this one, you cannot stay one. Okay, no, this one look like chow. Yeah. You get them? Very sweet. Ah. Khi mình ăn thì mình múc một muỗng, có một ít củ hành vô. Đó, như thế này. Thường người ta sẽ ăn cá chiên đó nha. Nhưng mà bữa nay đông quá, dân số đông quá. Thành ra là mình ăn tạm vậy thôi. Vicky, chim. Rồi xong. How them say the food is sweet? What da? What da so much from Tom Lam? Phần là do ổng sử dụng nước nóng làm nở mì, phần nữa là trong cái nước trộn gọi ổng có cho nước với cái hạt hồi nãy đó, thành ra là càng ăn nó càng nhão ra. Còn ở nhà nhiễm là cứ dầu cọ nguyên chất dứt vô. Rồi trời. Thì tên hoàng bà cháu ăn cơm thì tu mọi bữa tối. Anh mới thấy là sẽ, anh sẽ ăn một chút ăn nó bữa tối. Thì sẽ để sẽ have do one remember them do it. It's not that I say much to do. No. I say I can manage like this, but only that I cannot eat how you hungry me. Last one begin. So you go do another one. We'll come back for the now for Easter. Oh, so yeah. So we have one. Có một số người người ta quan niệm là dân thành phố, dân này kia về là phải cái lì xì, phải cho này cho kia. Nhiều khi mình qua, mỗi lần qua mình cho này cho kia riết người ta quen ấy, giống như kiểu lợn mặt á. Thành ra là mình cũng ngại lắm luôn. Như cái chị này giờ hỏi là lì xì rồi này kia, thật sự là mình thấy mình ngại giùm bả đó. Cái mùa phục sinh là không phải như Noel, không có lì xì, thậm chí nít cũng không lì xì, cứ mời đến ăn là quý rồi. Ba. Ba. Eat abacha. Abacha. Yes. Okay. Thank you. No problem. Thank God. Why? Bác này cũng là trưởng tôn, trưởng họ gì đó bên dòng họ của lão Phật gia. Mà kiểu như con cái làm ăn xa, mà nhiều khi về, nhiều khi không. Thành ra những cái mùa như thế này thì mình qua, mình thăm hỏi, mình chia sẻ như thế này thì khiến cho người ta thấy ấm áp hơn. Mấy người già người ta thường cô đơn lắm. Ông ở con mình à, hồi trước ở với vợ mà vợ mất rồi. Okay. Abacha, are they sweet? Okay, this is the one no cháu. Con cưng con hư. Nhà mình thấy ngay cả cái món châu Phi hen, mà ông y che là gọi là gì, có tay nghề nấu, ai nấu ông y che cũng chê, không ăn á. Mà ông Cao ổng còn chê, bởi vì á hồi trước ổng không ăn được món Việt Nam đâu, bây giờ là ổng còn chỉa được chút ít đó. Thành ra nhiều khi mà mình nấu mà ông ăn không được, ổng chê là thôi mình cứ xí xóa đi, cái tật ổng kén ăn quen tật rồi. Ở bên châu Á đâu cũng mấy năm trời mà không ăn được một cái gì luôn. I didn't know like this. I know like this yellow like this. I like how we just use red oil, fry onion and gravy and do it like that. Your own sweet than this one. Me, I like that. I know I like the one you do more than this one.
like how we do house like that. Simple. And even look deep. Cái món gỏi củ mì là đặc sản, đặc trưng truyền thống của người ta đó. Mà ngay cả ông Cạp ổng còn nói là làm theo cái cách cải biên, cái kiểu theo người châu Á của mình, cái gì cũng phi, hành, tỏi, thơm, mùi vị cái nào ra cái đó, không có lông sừng ngầu á. Nó lại ngon hơn cái món gốc. Bởi vì cái ẩm thực nó khó nói lắm. Có nhiều cái nó xuất phát từ ngay chính nguồn gốc của nó và làm theo cái cách chuẩn chỉ của nó, nhưng mà mùi vị lại không bằng những cái cách mà người ta cải biên. Nói chung chủ yếu là phù hợp vô cái khẩu vị của người ăn nữa, tùy người nữa. Cho nên là có nhiều khán giả nhà mình hay phân biệt là gốc ở Hà Nội cái món này ngon, vô thành phố Hồ Chí Minh hết ngon, hay là ở miền Tây nấu cái món này mới chuẩn rồi này kia. Thì mẹ nhớ nghĩ là đối với ẩm thực thì mình cởi mở một chút đi, người ta ăn được thì mình ăn được. Em ít khi nào em chê ở vùng miền hay là này kia lắm. Cứ đụng đâu mà có đặc sản, có đặc biệt thì mình ăn được, mình thử chút xíu thôi cho mình biết. Mình biết mình muốn không ngon thì mình né, còn ngon thì mình dứt tiếp. Mama, do this bikin have it? You want proof for that? Give me one car. You want proof for that? I'm going to get you to see. You want proof for that? Okay. Oh, my God. Nalo na la nonda kun ta ya ya ba cha na. Na ba na. Na Oh, may the good Lord bless this food in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Enjoy your food now. Eat. Enjoy your food. Bữa nay là nhà Nhiếm ăn mừng ngày Chúa sống lại, chứ không phải là làm từ thiện. Không phải là chia thức ăn cho con nít nghèo hen. Cái này là mình ăn mừng vui vẻ. Bé này mẹ Nhiếm kêu nó mặc áo. Kêu nó mặc áo mà nó mặc có nửa cái à. Trời ơi trời. Nó mặc áo mà nó mặc nửa cái. Cái này mẹ Nhiếm cũng phải che lại. Hổng ra YouTube làm căng cái vụ con nít lắm nha. Nhà mình mấy bác mà làm mới lập kênh đó, mấy bác mới. Ê ê. Chimoya stop that. That is not good. Ha. Ồ nó lấy hộp quẹt kê vô mặt của ông Út rằng nó sẹt lên. You want to BBQ him? They like that. Ôi ôi. Then the nhà mình rút kinh nghiệm hen, mấy bạn làm YouTube mới á, mẹ Nhiếm chia sẻ số kinh nghiệm luôn. Tại vì mẹ Nhiếm thấy mấy bạn hay comment trên kênh của mẹ Nhiếm đó. Thì nếu mà mình làm vlog á thì mình có thể comment trên những cái kênh vlog để mình kiếm tương tác. Và mình comment cho nó hay, cho nó tình cảm hen, thì người ta thả tim cho mình, không riêng gì kênh em ai em cũng thả hết á. Mà có những kênh thật lớn á thì người ta được thả tim cho mình là rất là có lợi luôn hen. Nhưng mà mình phải comment cho đàng hoàng kìa, chứ không phải vô mình xỉa sói chê bai rồi người ta mà spam mình một cái là coi như mình bay kênh luôn nghe. Cho nên những bạn mà đang mới làm YouTube hoặc là có dự định làm YouTube hoặc là chưa làm YouTube nhưng mà biết đâu một ngày nào đó cái điện thoại của mình cho con cháu hay là anh em bạn bè vợ chồng gì đó lấy làm YouTube, thì tốt nhất là mình đừng có comment bậy bạ, nói sóc sóc là mấy cái kênh lớn nó đập cho mình một cái cờ là mới múc là cái cửa mail của mình là không thể nào lên được luôn á. Trở lại với mấy bạn mà mới làm kênh thì có thể là để ý ví dụ con nít hay con nít bây giờ rất là nhạy cảm. Bữa mẹ Nhiếm quay mấy ông báo mặc quần mà còn bị ở trần tắm mà còn bị đánh vậy. Bây giờ lên tăng 2. Come on mineral. My good time I'm going to say bye. Don't do it. I'm going to go up. Up one to pass in one mineral. Sáng giờ là kiểu như mẹ hơi quạo đó, kiểu như ngày lễ Tết mà con cái không đứa nào có mình nhà Nhiếm, hình như là không có ai phụ họa gì hết trơn. Sáng qua thấy mặt hồi chủ là mình hiểu rồi đó. Với lại là cái miếng ăn ở bên châu Phi á, hiện tại bây giờ nó rất là quan trọng hen. Người ta thấy mình nấu nướng là người ta xúm qua như vậy thì mẹ cũng xót ruột. Cái tính của mẹ từ đó giờ kêu kìa kìa mình biết rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, ngày lễ Tết mà người già người ta hay tính toán vậy thôi. Our container don't land. Oh, yeah. Hey, hey, our container don't land. Wait. Mama won't kill us with food. Hồi đó coi trời.
Tăng này thì đã bị bơm và đã có một ai mà clearance. Rồi đây là tăng 2. Friends, mời cả nhà ăn cơm. Ơi, mời cả nhà ăn cơm. This ăn cơm is from your village. I learned it. Ăn cơm. Every time your mommy will be telling everybody ăn cơm. My brother will be chicken. Chicken. You see, you say, ask your husband what he want to chop. God, I say chicken. Or that black fish. If it's not like now, I will not disturb. I will not worry them. Go find my food different. Now which one you have? You ask what you want to eat. Then which one you have? Thịt bò, gà hoặc là cá hầm với cà chua. Đây là một cái món cơ bản, truyền thống và thuộc cái hàng cũng đẳng cấp của người châu Phi trong những cái ngày lễ Tết như thế này. Tại vì ăn với cơm, thường là những cái ngày quan trọng người ta mới ăn cơm. Còn những cái ngày thường là củ, khoai, mỡ, mì hay là bột, ngô rồi này kia thôi. Chứ ăn cơm là rất là đắt. Go and turn that meat on that fire upside down. Let's say that. Don't let him ride too much. The fat will go. He just don't, you remove it. Và mấy cái miếng mỡ mà dùng đó thì mấy em kêu ông Ajit ông nướng chút đem về cho Sasa ăn. Có mấy bác nói Sasa nhà nhím ốm quá thì nhà nhím ăn gì thì nó ăn đó đó. Cháu thì nuôi mà happy Easter Adi mà Unana enjoy. Yes. Y de mamu house. Good afternoon, sir. Happy Easter. How are you? He's fine, sir. Okay, you are welcome. Yeah. Himarao. Okay. Welcome. Maybe that uncle come him how to lock coconut that time. No leg now. Oh yeah, this man you have eye, yeah. No leg. Ổng nhìn cái sân ổng nói là không có người đi vô. Have you seen him come out? Have leg come out or not? See him only. Okay. That thing him you to walk. That black something. That chick. Maybe this one is easy. I know. I see him you before I think. You see this farm we have planted Thời ông trồng củ khoai mỡ nè. Him try with that hand and that leg. Bây giờ thì mình đem cơm tới cho cụ này để ăn mừng ngày phục sinh mà cụ có nhà. Here we go. Maybe you add the children where him going. No, no, yeah. I don't know about this. No, 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 no. So when they come back, she's around. But I already told them if you come back. Good afternoon. Good afternoon. Hold on. I tell you, just he no go far. He said he want go buy something. Want use cook. Okay. Cook rice. I wish you the best. Don't need to cook rice again. I bring rice for you. The best. The rice is waiting for you. Okay. Xem như là cũng tạm ổn cho cái ngày lễ phục sinh hen. Bây giờ hai đứa gửi thông báo ở nhà mẹ chồng rồi, về chuẩn bị tinh thần một lát nữa là sẽ đi quay cái lễ hội của làng cho nhà mình xem hen.